Alright, hi guys. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các em đã quay trở lại với lại TOEFL Junior. Đó là TOEFL dành cho học sinh lứa tuổi trung học cơ sở và cũng như là những người mà đang muốn bắt đầu học lại kỹ năng tiếng Anh. Và để bắt đầu cái series TOEFL Junior của mình thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cái bộ sách đầu tiên, đó là ở level basic, level 3 A2 nhé. Thì như trong những buổi lần trước thì chị đã từng giới thiệu qua với tất cả các em và mọi người, đó là TOEFL thì mình sẽ chia thành 3 giai đoạn chính, là từ Primary, Junior đến IBT và tương ứng với các cái trình độ từ A1, A2, B1, B2 và cuối cùng là C1, C2. Thì đó là để khi mà mình đạt được đến hoàn thành xong cái TOEFL Junior thì đó là lúc mà mình có thể bắt tay và thi là TOEFL IBT. Rồi cũng là cái chứng chỉ tiếng Anh rất là danh giá của chúng ta đúng không nào? Và để bắt đầu cái series về TOEFL Junior thì chị đã từng nói đó là nó có 3 phần chính, là Basic, Intermediate và Advanced, tương ứng với trình độ A1-2, B1 và B2. Thì mỗi một cái cuốn sách về một cái bộ sách về TOEFL Junior ở level Basic hay là Intermediate thì nó đều có 3 cuốn, là Reading, Listening and Language Forming Meaning, là cuốn sách để dạy chúng ta những cái cuốn sách hỗ trợ chúng ta học kỹ năng đọc, kỹ năng nghe và kỹ năng ngữ pháp như từ vựng. Thì để cái bắt đầu cái series này về TOEFL Junior Basic thì chị sẽ cùng dạy các em học cùng chúng ta cái kỹ năng Language Form and Meaning đầu tiên nhé. Thì đó là cái cuốn sách về level Basic ở trình độ A2 dạy chúng ta, củng cố chúng ta về ngữ pháp, về từ vựng cũng như là những cái kiến thức cơ bản nhất về ngữ pháp trong tiếng Anh. Alright, are you ready? Let's go. Vậy thì đầu tiên đó là nội dung của cuốn sách này ở trình độ Basic và trình độ cơ bản level A2. Thì cuốn sách về Language, chị sẽ từ giờ chị sẽ gọi tắt nhé, Language ha. Language là ngôn ngữ mà. Thì cái chapter 1 của chúng ta gồm hai, mỗi một cuốn sách thì nó sẽ đều gồm 5 chương, và mỗi một chương thì nó sẽ cơ động từ 2 đến 5 unit chia thành những cái mục nhỏ hơn để giúp chúng ta ôn một cái kỹ lưỡng và cụ thể tỉ mỉ. Thì chương 1 đó là dạy chúng ta về sentence formation, là cách cấu tạo câu. Chương 2 là về verb forms, là dạng động từ. Chương 3 là verbals, là cái tình cái dạy chúng ta về động từ to be đúng không? Động từ ở dạng verb ing hay là động từ dạng phân từ 2. Chương 4 dạy chúng ta về các cái cụm danh từ. Và chương này cũng có lẽ là cái chương nặng nhất, gồm rất nhiều nội dung. Ví dụ như là ngoài danh từ, ngoài mạo từ ra đúng không? Thì lại còn có những đại từ, quán từ hay là tính từ, trạng từ, các cái phép so sánh cũng như là prepositions, đó là giới từ đúng không? Rất là nặng chương trình này. Thì chapter 4 gọi là chapter quan trọng nhất và gồm nhiều nội dung nhất. Và chapter 5 là chapter cuối cùng, chương cuối cùng thì là gồm dạy chúng ta về liên từ, và chúng ta có thể học được các cái cụm danh từ, cụm tính từ và cụm trạng từ nữa. Và có một điều đặc biệt đó là cái cuốn sách Language ở trình độ A2 này, hay là bất cứ cái cuốn sách Language nào, kể cả là Level Basic hay là Intermediate hay là Advanced, là đều dạy chúng ta ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên thì cũng là vẫn là những cái nội dung chính này thôi. Thế nhưng mà nó lại là sâu hơn, chuyên sâu hơn, cụ thể hơn và khó hơn. Và chúng ta vẫn sẽ đi lần lượt từng cái chương một để có thể hiểu rõ hơn, khám phá được và chinh phục được ngữ pháp tiếng Anh nhé. Và sau mỗi một chương này thì sẽ đều có chapter test. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là cái phần giúp chúng ta là phần bài tập, chúng ta hãy làm và củng cố được cái kiến thức của mình, ngữ pháp của mình vừa mới học được ha. Và cuối cùng là sau cuốn sách này thì sẽ có phần actual test, đó là phần bài thi thật, những cái bài thi thử giúp chúng ta hiểu hơn. Để không biết là các bạn có còn nhớ là ở lần trước chị đã từng nói là trong phần language thì bài thi TOEFL Junior thì gồm mấy phần không nhỉ? Đúng không? Đó là language, là reading, là listening, thì nó cũng sẽ tương ứng với ba cái quyển sách này giúp chúng ta học ở từng level A2, B1, B2 đúng không nào? Vậy thì từ đó thì sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn là mình sẽ phải học cái và ôn theo lộ trình như thế nào nhé. Hy vọng là chị sẽ giúp chúng ta giải quyết được những cái câu hỏi xung quanh vấn đề là TOEFL Junior là gì và thi như thế nào, đúng không? Và để cái phần language form này thì em hiểu về tầm quan trọng của nó khi mà trong cái bài thi test về TOEFL Junior.
thì nó lại là một cái phần mà nằm trong ba phần chính bên cạnh reading và listening. Thì cái phần language nó cũng chiếm 1 phần 3 số điểm, dao động từ 200 đến 300 điểm là max. Vâng, và thời gian chúng ta có thể làm được thì cũng khá là ngắn thôi, chỉ có 25 35 phút. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải nắm chắc được kiến thức và tất cả các câu hỏi đều là multiple choice nhé. Alright, are you ready? So, are you ready with the language form and meaning level basic? Right? Okay, so let's go. Thì mình sẽ cùng bắt đầu với cái chương đầu tiên ở trong phần language form và meaning. Đó là chương 1, sentence formation. Đó là cái cách cấu tạo câu, đúng không? Làm sao để cấu tạo câu. Và cái level basic là level căn bản của chúng ta thôi, đúng không nào? Ok, vậy thì trong chương 1, như chị vừa từng giới thiệu ở trên, thì chương 1 nó gồm có hai unit, là unit 1 là sentence elements. Đó là cái phần các cái cấu trúc của một câu, đúng không? Và phần thứ hai, unit 2, chính là phần agreement, tức là subject verb agreement, chữ sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ để giúp các em thực chia động từ một cách dễ dàng và hòa hợp các cái thành phần trong câu, đúng không nào? Thì unit 1 chúng ta học về các cái cấu tạo thành phần trong câu, còn unit 2 thì lại học về các cái sự hòa hợp giữa các cái thành phần trong câu. Alright, vậy thì mình hãy cùng bắt đầu ha. Chương 1, sentence formation, cái cấu tạo câu. Unit 1 đó là sentence elements. Thì unit 1 mình sẽ chia thành nhiều phần nhỏ hơn nữa. 1.1 đó là 1-1 or 1.1. Ví dụ là chủ ngữ này, động từ này, tân ngữ, đúng không? Thì cái phần đầu tiên mà chúng ta sẽ quan tâm tới ở trong một câu, trong tiếng Anh ấy, như chị đã từng nói, thì quan trọng nhất để mà tạo thành một câu hoàn chỉnh cả về ngữ pháp lẫn nghĩa, thì đầu tiên là ngữ pháp, chúng ta phải đảm bảo bố cục luôn luôn phải có chủ ngữ và vị ngữ, ngoại trừ các cái câu mà mang tính chất là mệnh lệnh thì sẽ lược bỏ chủ ngữ thôi, nhưng mà vẫn cần phải có động từ, đúng không nào? Thì cần phải có chủ ngữ và động từ chia theo cái chủ ngữ đó. Là thì các cái cấu tạo những cái thành phần của một câu, đầu tiên đó là phần chủ ngữ. Thì chủ ngữ với phần A nhỏ của chúng ta thì chủ ngữ đó là sử dụng các cái danh từ và những cái gì mà tương đương với danh từ, những cái cụm từ, đúng không? Những cái chức năng khác mà tương đương với danh từ ở trong cái phần chủ ngữ, đúng không nào? Đầu tiên có thể là noun phrases, đó là cụm danh từ, đúng không? Ví dụ là the jacket looks nice or my sister is scared of heights, tức là cái áo thì nhìn rất là đẹp, đúng không? Hay là mẹ chị gái tôi thì rất là sợ độ cao. Nên là có nghĩa là the jacket or my sister, đó là noun phrases, đó là cụm danh từ. Khi mà nó có sự kết hợp giữa there là mạo từ. Mạo từ mình có ba từ là under là articles, đúng không? Jacket là danh từ. Vậy thì jacket như chị đã từng nói với em là danh từ nó sẽ không bao giờ đứng một mình, là jacket hay là sister hay là dog hay là cat, mà nó sẽ bắt buộc phải có sự xác định của sự hỗ trợ của mạo từ under, hoặc nếu không có mạo từ thì mình sẽ phải có tính từ sở hữu như là my, là his, là her, đúng không, là their, là our, đúng không, của chúng ta đó, và hay là it là của nó, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta phải có sự kết hợp giữa mạo từ hoặc là mạo từ, hai là tính từ sở hữu đứng trước danh từ để xác định danh từ đó là số ít hay số nhiều, là của ai, đúng không? Alright, does that make sense? Vậy thì ngoài cụm danh từ thì chủ ngữ còn có thể là đại từ nữa, đúng không? Pronouns, đại từ là they were friends in the first grade, tức là họ là những người bạn ở trong ở lớp 1, cấp 1, đúng không? Hay là number 3, gerunds. Gerunds chúng ta có thể viết đó là verb ing, động từ ở dạng verb ing, và nó mang cái chức năng như kiểu là mệnh đề rút gọn ấy, với cái động từ ở dạng verb ing. Playing with Ben is a funny activity, tức là chơi với Ben thì là một cái hành, một cái điều rất là vui vẻ, đúng không? Ha, number 4, two infinitives, tức là
cộng với verb ở động từ ở thể nguyên thể. Infinitives là nguyên thể. To verb, đúng không? To learn a foreign language isn't easy. Right? Đúng không? Học một ngôn ngữ, ngoại ngữ thì không hề dễ dàng chút nào. Và có một cái note ở đây đó là nó chúng ta có thể sử dụng to be, I'm sorry, to verb ở cái dạng ở đầu câu, đúng không? Xuất phát ở đầu câu. Tuy nhiên thì nó lại thường phổ biến hơn để khi mà nó được sử dụng ở cái dạng đó là cái thể mà tân ngữ hoặc là cái thể it cộng to verb, đúng không? Để chuẩn bị cho, tức là hỗ trợ cho chủ ngữ. Ví dụ là it isn't easy to learn a foreign language, tức là cái to learn a foreign language nó sẽ đảo về sau và cái nó sẽ bổ sung nghĩa cho cái chủ ngữ giả ở lại là it, và nó sẽ thành it isn't easy to learn a foreign language. Vậy thay vì mình nói là to learn a foreign language isn't easy, right? So we can transfer it, or we can transfer the clauses like it isn't easy to learn a foreign language. Okay, does that make sense? Okay, are you good? All right, good job. So if you have any questions, so feel free to put the comments down there. Okay, em có câu hỏi nào thì em hãy đặt câu hỏi, gửi có thể là inbox cho chị hoặc là comment ở bên dưới nhé. All right, và cái cuối cùng, cái những cái mà tương đương, đúng không? Những cái cụm từ mà tương đương với danh từ sử dụng như ở trong vị trí chủ ngữ, đó là noun clauses. Bên trên thì mình vừa mới học là noun phrases, bên dưới lại noun clauses. Vậy noun phrases và noun clauses là gì ta, đúng không? Vậy thì noun phrases tức là chỉ là cụm danh từ thôi, còn clause em phân biệt ở sự khác biệt phrase và clause. Nếu mà phrase nó thiên về cái nghĩa là cụm danh từ thì clause lại là mệnh đề. Mệnh đề là gì? Mệnh đề là phải đảm bảo đầy đủ của cả chủ ngữ và vị ngữ, đúng không nào? Tuy nhiên thì nó là chỉ là một mệnh đề, tuy nhiên là nó không thể là đứng một mình. Vì thế nên là nó lại là có cái sự xuất hiện của what, những cái mà động từ, những cái từ để hỏi, đúng không? What Jessica will do is already decided. Tức là cái mà Jessica sẽ làm thì đã được quyết định rồi, đúng không? Vậy thì Jessica will do thì nó đã đảm bảo cái cấu trúc của một câu, a sentence with the complete sentence with the subject and the verb, đúng không nào? Tuy nhiên thì nó lại có cái sự xuất hiện của từ what. What là cái gì, đúng không? Vậy thì nó sẽ bổ sung cái từ Jessica will do, nó chỉ là một cái mệnh đề phụ bổ sung nghĩa cho cái phần chính, đó là what mà thôi, đúng không? Thì what Jessica will do nó sẽ đóng vai trò như là chủ ngữ ở dạng là cụ danh, cụ mệnh, mệnh đề danh từ, đúng không? Đó, và what sẽ là chủ ngữ chính. Jessica will do thì sẽ là mệnh đề để bổ sung cho cái từ what. Cái gì, đúng không? Cái gì? Vậy thì là cái mà Jessica sẽ làm thì đã được quyết định, is already decided. Và động từ chính của câu này chính là động từ to be, is, kết hợp với lại already và decided là bị động, động từ dạng bị động hay là participles, đúng không? Phân từ 2. Alright, does that make sense? Được chưa? Mình sẽ cùng đến với phần 1. Mình đã 1A, mình đã xong rồi, đúng không? Mình sẽ đến với 1B nhá. 1B thì vừa xong mình vừa học về chủ ngữ mà. Thì 1B chủ ngữ ngoài là những cái cụ danh từ ra thì nó còn có thể là adjectives or verbs can't be in the subject position. Tức là cái tính từ hay là động từ thì sẽ không thể nào nằm ở vị trí chủ ngữ được, đúng không? Nhưng mình vừa xem ở bên trên thì là đại từ này có thể là chủ ngữ này, cụm danh từ có thể chủ ngữ này, đúng không? Mệnh đề danh từ có thể là chủ ngữ này, verb in tức là động từ ở dạng verb in thì có thể là chủ ngữ, động từ ở dạng to verb thì có thể là dạng chủ ngữ, nhưng mà động từ đứng một mình, động từ nguyên thể đứng một mình không thể nào là chủ ngữ, tính từ cũng càng không thể nào là chủ ngữ, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có thể thấy đó là his patient is an example to all of us. Tức là cái sự kiên trì của anh ấy, cái sự nhẫn nại của anh ấy thì là một ví dụ, đúng không? Là một cái tấm gương tất cả chúng ta. Vậy thì không thể nào là mình gạch cái từ patient, mình phải đổi thành patience, tức là cái sự kiên nhẫn nhẫn nại của anh ta.
chứ không phải là tính từ ở đây, đúng không? Thì đấy là lý do mà chị từng bảo em, đó là danh từ thì không thể, I'm sorry, chủ ngữ thì không thể nào là động từ, không thể nào là tính từ, và danh từ thì nó sẽ luôn luôn không bao giờ đứng một mình nhé. Chị lưu ý lại là danh từ không bao giờ đứng một mình, mà nó phải có sự kết hợp của mạo từ a and their hoặc là tính từ sở hữu như là his, her, its, their, our, and, my, đúng không? My là của tôi. Đó, và cuối cùng là decision. Decision thì có phải là danh từ không? Thì em có thể nhìn thấy là nó lại cũng không đứng một mình, nó lại có mạo từ a ở đứng ở đằng trước. Hoặc là nếu mà nó ở dạng số nhiều, đúng không, thì nó mới là final decisions, thì mới lại số nhiều thì nó mới có thể đứng một mình, đúng không nào? Và nếu mà danh từ đã xác định thì sẽ phải kết hợp với there rồi. Alright, so far so good. Hy vọng rằng em đã hiểu được đến bước này nhé. Phần check up của chúng ta đó là phần kiểm tra lại. Circle the correct answer to complete each sentence. Ok, hãy chọn vào cái đáp án đúng để hoàn thành câu. Một nào, seeing you or see you makes me smile. Nhìn thấy bạn, đúng không, thì khiến tôi rất là vui vẻ và tôi mỉm cười. Vậy thì seeing you or see you, seeing you or see you is correct. What do you think? I will give you 3 seconds to think about that. Cho em 3 giây để nghĩ nhé. 3, 2, 1, go. Đúng rồi, như chị vừa nói thì đó là động từ thì sẽ không bao giờ là chủ ngữ, đúng không? Nhưng tuy nhiên, gerund là verb-ing, em có thể nhìn thấy ở ngay đây, đó là playing with Ben, đúng không nào? Vậy thì playing with Ben thì có phải là verb-ing không? Thì nó lại có thể là chủ ngữ nhé, đó là gerund. Vậy thì câu 1 chúng ta chắc chắn sẽ là seeing you rồi, đúng không? Câu 2 nào, her survive or survival depends on the doctor. Tức là cái sự tồn tại của cô ấy, đúng không? Cái sự sống còn của ấy là phụ thuộc vào bác sĩ. Đúng không? Vậy thì như chị vừa nói đó là danh từ thì chỉ có thể là danh từ có thể là chủ ngữ nhưng động từ thì không, đúng không? Và lại em lại có thể là nhận ra, có một cái dấu hiệu giúp các em nhận ra nhé. Cái tips ở đây của chị đó là em nhìn thấy cái tính từ sở hữu her. Her là của cô ấy, vậy thì chắc chắn ở đây sẽ cần một danh từ hoặc một động từ ở dạng verb in đóng vai trò như là danh từ, đúng không nào? Gerund ở dạng verb in thì nó sẽ đóng vai trò như là danh từ. Ok, thì sẽ là her survival chứ, đúng không? Her survival depends on the doctor. Good job, are you good? Yes, yes, hope that good. And number 3, the bravery of the brave of the soldiers was honored with the medals. Tức là cái sự dũng cảm của những người lính thì đã được trao tặng huân huy chương. Vậy thì sự dũng cảm mà em nhìn thấy there là mạo từ there, đúng không? Em nhìn thấy cái sự xuất hiện, cái dấu hiệu của mạo từ there. Vậy thì có phải là nó sẽ phải là and there là mạo từ thì sẽ phải cộng với danh từ chứ, đúng không? Và brave là động và là tính từ là sự dũng cảm. Còn bravery em có thể nhìn thấy cái hậu tố ery chắc chắn nó sẽ là danh từ, đúng không? Thì ở đây sẽ phải là đáp án đúng của chúng ta. The correct answer must be, yay, exactly, the bravery of the soldiers was honored with the medals. Đúng không nào? Đáp vậy chị sẽ nhắc lại đáp án đúng cho cả ba câu này nhé. Câu 1 chủ ngữ, vì thế nên là phải là verb in gerund seeing you. Câu 2 ở vị trí chủ ngữ, thế nên chúng ta vẫn sẽ phải biết đó là her cộng với lại survival danh từ. Number 3, the bravery. Đúng không? Ok, perfect. Trước khi chị chuyển sang phần thứ hai, đó là phần các cái thành phần cấu tạo nên câu ở dạng verb ở vị trí là động từ, thì chị sẽ có một cái lưu ý nho nhỏ. Đó là bây giờ thì các em chỉ đang học cấp 2, hoặc có những người là những bạn nào mà đang mới học lại tiếng Anh, đúng không, thì đã từng thắc mắc là có một cái loại bài, đó là loại bài chia động từ hoặc chia dạng đúng của từ. Chia dạng đúng của từ tức là người ta sẽ cho em một cái từ ở trong ngoặc đơn, rồi sẽ bảo em là điền vào chỗ trống đó với lại correct word form, cái dạng đúng của từ. Thì em sẽ phải biết được là xác định xem là cái chỗ trống đó cần loại từ gì,
danh từ, động từ, tính từ đúng không? Vậy thì chính cái những cái cách, những cái tips mà chị vừa dạy em đó là sử dụng đọc những cái từ đứng xung quanh nó để em có thể biết được cái trụ trống đó là loại từ gì, đóng vai trò gì đúng không nào? Ví dụ như ở câu 1 này thì chúng ta thấy động từ đây rồi, makes me smile đúng không? Thì chắc chắn câu này đang thiếu chủ ngữ. Thì chủ ngữ của nó thì không thể nào là see you là động từ được đúng không? Mà phải là verb in cơ đúng không? Hay là câu thứ hai thì mình nhìn thấy là có verb ở đây rồi đúng không? Thế nhưng mà lại là her, her vậy thì chắc chắn sẽ phải là cô ấy mà đúng không? Vậy thì chắc chắn sẽ phải là danh từ rồi đúng chưa? Và nếu mà chẳng may ở đây người ta cho là her survival mà người ta lại bảo là chia động từ cho cái thằng depend đúng không? Thì mình sẽ phải biết là ở đây là survival là số ít, tức là sự sống còn của cô ấy, thì sẽ phải chia ở số động từ số ít chứ đúng không? Đúng nào? Does that make sense? Ok. Và câu thứ hai đó là verb. Verb. Verb là động từ đúng không? Động từ thì trong một câu như chị vừa nói, phần quan trọng nhất để đảm bảo câu đúng ngữ pháp, chị chưa quan tâm đến nghĩa nhé, đúng ngữ pháp thì nó bắt buộc phải có đủ chủ ngữ và vị và động từ. Vậy thì chủ ngữ là mình vừa học phần 1-1 rồi đúng không? Các cái cấu trúc, cái thành phần của câu rồi. Vậy thì alright, let's move to the number second, the second sentence element. And that is also one of the most important sentence element. Cũng là cái phần mà thành phần câu quan trọng nhất là động từ. Với cái phần A nhỏ của chúng ta đó là verb forms and verb positions in a sentence. Đó là dạng động từ và cái vị trí của động từ ở trong một câu. Đúng không? Vậy thì dạng động từ. Thì động từ thì có thể verbs can be recognized by their position in a sentence. Tức là gì? Động từ, dạng động từ và vị trí của, tức là động từ thì có thể được nhận ra đúng không, bằng cái vị trí của nó trong một câu. Thì đầu tiên mình quan tâm vị trí của nó trước nhé. Ví dụ như là vị trí có thể là đứng, chắc chắn là phải đứng sau chủ ngữ rồi đúng không nào. Ví dụ này, số 1 đó là ordinary verb, tức là động từ thường đúng không. Ordinary tức là mang cái nghĩa là động từ thường, ordinary là thông thường. Thể simple là thể đơn đúng không? Thể đơn giản. I go to the church on Sundays. Tức là tôi đến chùa vào thứ chủ nhật đúng không? Hay là Meredith loves her pet dog. Tức là cô ấy thì thích con chó đúng không? Con chó cưng, con thú cưng của cô ấy. Vậy thì có phải là động từ nó xuất hiện ngay sau chủ ngữ là I hoặc là Meredith đúng không? Và nó chỉ ở thể đơn, đơn giản hay là động từ thường. Hay là số thứ hai đó là verb form, tức là dạng của động từ, thì nó lại là có cái sự kết hợp của helping verb và base form, tức là động từ hỗ trợ hay là trợ động từ kết hợp với lại cái thể nguyên thể đúng không? Base form là nguyên thể. Ví dụ như là cái động từ trợ động từ chúng ta là will, là must, là do, là does đúng không? Kết hợp với lại travel hoặc kết hợp với be thì nó sẽ trở thành là một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa trợ động từ và động từ nguyên thể đúng không? Và sau những cái trợ động từ thì chắc chắn không bao giờ verb sẽ chia ở verb in hay là chia ở thể đơn giản nhé, mà chắc chắn nó sẽ phải là ở thể đơn, thể nguyên thể của nó. For example, the students will travel to Paris next month, or she must be very sick today. Đúng không? Và dạng thứ ba của động từ đó chính là các cái loại dạng động từ đúng không? Ví dụ như là have cộng với past participle, tức là have cộng với lại phân từ hai ở dạng quá khứ, tức là phân từ ở quá khứ, tức là đây sẽ trở thành cái thì hiện tại hoàn thành đúng không? Have cộng với phân từ hai mà. Đó, phân từ hai thực ra là nó bắt xuất phát từ cái cụm là past participle, và người Việt mình thì thấy hai chữ PP đúng không? Thành phân từ hai đó. Past participle tức là have cộng phân từ hai sẽ tạo thành cái thì, đó là động từ ở thì hiện tại hoàn thành đúng không? Hiện tại hoàn thành đơn. Present simple present perfect đúng không? For example, we can see, let's look at two examples down here. My sister has had a cold for several days, and I have never been to America.
Chị gái tôi thì vừa mới bị cảm đúng không? Trong vài ngày gần đây, hay là tôi thì chưa từng bao giờ đến châu Mỹ hoặc là đến nước Mỹ đúng không nào? Alright, good job. And number four, be cộng với lại present participle, tức là be là cộng từ to be đúng không? Tức là am, là is, là are cộng với lại phân từ hai, nhưng mà nó lại là ở thể hiện tại, để lại là không phải là phân từ hai nữa mà ở dạng quá khứ như bên trên, mà nó lại là ở thể hiện tại, nó sẽ trở thành là verb in nhá, continuous, tiếp diễn, ở thể tiếp diễn. Vậy thì be cộng với lại phân từ ở dạng hiện tại, ở thể hiện tại sẽ tạo thành thì tiếp diễn nhé, thì tiếp diễn. Nếu như bên trên mình có have cộng với lại phân từ ở quá khứ thì nó tạo thành cái thì hiện thì hoàn thành, thì be cộng với lại phân từ ở thể hiện tại sẽ tạo thành thì tiếp diễn. Alright, so let's have a look at two examples down here. He is studying hard these days and Josh and team were watching TV at night. Đúng không nào? Anh ấy thì đang học hành rất chăm chỉ trong những ngày gần đây. Hay là Josh và team thì đang xem TV lúc 9 giờ. Đó, thì anh nhìn thấy là một cái động từ, vị trí của động từ thì chắc chắn là nằm ngay sau chủ ngữ là he và hoặc là Josh and team. Tuy nhiên thì nó lại ở những cái form, những cái thể khác nhau, đúng không? Với ở những cái vị trí khác nhau, và không chỉ là nằm ở thể đơn là ordinary verb là động từ thường, mà nó lại còn có thể kết hợp xuất hiện với các cái động từ khuyết thiếu, hay là động từ trợ động từ, hay là number three đó là sự kết hợp với lại động từ have, nhưng mà động từ lại biến đổi thành phân từ ở thể quá khứ tạo thành cái thì hoàn thành, có thể là hiện tại hoàn thành là have phân từ hai, hoặc có thể là quá khứ hoàn thành là had phân từ hai đúng không, hoặc là tương lai hoàn thành là will have cộng phân từ hai, nhưng mà nhìn chung thì nó sẽ vẫn là hoàn thành, đúng chưa nào? Và cái cuối cùng đó là number five của chúng ta, đó là be, vẫn là be, vẫn là động từ to be như number four, như số 4 thôi, nhưng nó không phải là phân từ hiện tại nữa, là verb in nữa, mà nó lại trở thành quá khứ cơ. Be cộng với lại phân từ ở thể quá khứ, ở thì quá khứ thì nó sẽ trở thành cái câu passive, tức là câu bị động đúng không? Câu bị động là gì? For example, he is respected as a hardworking and talented actor. Tức là anh ấy được rất là được tôn trọng, được coi như là một người diễn viên mà thực sự chăm chỉ và tài năng. Vậy thì is là động từ to be cộng với respected là past participle, tức là thể hiện thể phân từ ở quá khứ đúng không? Respect là hiện tại mà, thì phân từ ở quá khứ thì là phân từ hai đúng không? Respected. Hay là they are depressed by their bad grades, tức là họ thì đang rất là áp lực trầm cảm với lại cái công việc, với lại cái điểm số kém đúng không? Ok, vậy thì ở đây chúng ta vừa quan sát cái ví dụ they are depressed by their bad grades, tức là họ bị áp lực, bị trầm cảm với cái điểm số thấp của họ. Có nghĩa là are là be đúng không, là động từ ở dạng thể to be là am er, cộng với lại past participle đó là phân từ hai đúng không, ở dạng quá khứ thì sẽ trở thành một cái câu bị động, tức là họ bị trầm cảm bởi điểm số của họ đúng không. Ok, hope that makes sense for you. Hy vọng là nó sẽ giúp em và em đã hiểu về nó nhé. Ok, let's move on. Và đến phần D nhỏ của chúng ta có thể nói đó là một cái lưu ý nho nhỏ. Verb in hay to verb thì không thể nằm ở vị trí động từ. Cũng giống như ở phần bên trên, phần 1.1 của chúng ta chủ ngữ đó là tính từ và động từ không thể là chủ ngữ. Thì ở đây động từ thì ở cái vị trí là động từ thì không thể nào là verb in hay to verb, mà nó bắt buộc phải là ở một động, là một động từ thường chia theo chủ ngữ, có thể là bị động đúng không? Ở dạng passive là bị động, thể bị động hay là thể chủ động, hay là số ít, số nhiều, thì đó là thì quá khứ, hiện tại hay tương lai, thì ở thể là tiếp diễn hay là hiện tại đơn hay là hoàn thành vân vân, thì chúng ta phải hiểu được điều đó nhé. Thì động từ chắc chắn hãy cùng hứa với chị nào là không được phép quên cái lưu ý này.
Động từ phải chia theo chủ ngữ ở đúng thì, đúng thể và đúng thời. Thì là gì? Có là thể hiện tại hoàn thành và quá khứ đúng không? Thể là thể bị động và chủ động đúng không? Bị động thì là be cộng phân từ 2 và thời. Và chúng ta cần phải biết là một cái thời của nó nữa, có thể là thời gì? Quá đơn này, hay là tiếp diễn này, hay là hoàn thành đúng không? Ok, perfect. Và mình sẽ có phần check up, phần ôn tập nhé. Là chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. Number one, day the window. Tức là day thì làm gì đó với cái cửa sổ đúng không? Broke or broken. Như chị vừa nói thì broke nó sẽ xuất phát từ cái từ break, là thì đơn, thì nguyên thể của nó là infinitive của nó là break. Sau đó đổi về quá khứ, the past form, thể quá khứ là broke, và cuối cùng là broken là past participle, là phân từ hai. Thì phân từ hai nó sẽ không bao giờ đứng một mình mà nó phải có sự kết hợp cộng với động từ have, phân từ hai, để trở thành thể hoàn thành đúng không? Hoàn thành hay là be cộng phân từ hai để trở thành cái thể bị động. Nhưng mà vì lý do đó nên là chúng ta không bao giờ chọn được broken ở đây, chúng ta chỉ chọn broke là động từ nhưng mà ở thì quá khứ đơn đúng không? Ok, good job. And number two, thứ hai đó là Santa Claus in the North Pole. North Pole tức là ông già Noel đúng không? Giáng sinh thì sống ở Bắc Cực. Bắc Cực thì đây có phải là một cái thực tế, một cái thực trạng trong có thật trong thực tế. Vậy thì nó sẽ phải là ở thì hiện tại đơn và động từ chia động từ thường thôi. Đó là lives in the North Pole chứ không phải là living. Vì mình vừa có cái lưu ý bên trên đó là living hay to verb thì không thể nào là đặt ở vị trí động từ đúng không? And the last one, Sarah couldn't come or came to the party last night. Sarah thì không thể đến bữa tiệc của buổi tối qua. Vậy thì chúng ta chọn come hay came nhỉ? Đúng không? Absolutely, chắc chắn là come rồi. Bởi vì nó là ở thì đơn mà, thể đơn mà, đúng không? Và số sự helping verb, tức là cái chọn động từ hay là động từ khuyết thiếu couldn't, vậy thì nó sẽ phải là nguyên thể infinitive come, đúng không? Alright, vậy thì hy vọng rằng là cái video ngày hôm nay thì sẽ giúp em được cái phần ngữ pháp chương 1, cái cấu tạo câu, unit 1 là các cái thành phần chính trong câu, và đã chúng ta đã cùng nhau đi qua hai thành phần chính, đó là thành phần trừ ngữ và thứ hai là thành phần động từ. Thì buổi học tiếp theo chúng ta sẽ bắt cùng nhau hoàn thành nốt unit 1, các cái cấu tự các cái thành phần cấu tạo nên câu nhá, trước khi chúng ta chuyển sang unit 2 và hoàn thành chapter 1 ha. Alright, thank you for joining and see you in my next video. Have a good day. See you.